Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ nhá hàng về Festive Eda các bạn. Nhân vật Limited 5 sao sắp tới của Epic Seven. Nhân vật Event Summer đây. Cũng là một pháp sư, nhưng mà thay vì hệ Ice như bình thường, lần này Ada đã mang hệ lửa rồi. Thì trong cái clip nhá hàng này nó còn nhấn nhá thêm diện mạo mới của Shu nữa nha các bạn. Cho nên nếu như các bạn là fan của Shu thì có thể cân nhắc tiết kiệm Skystone. Biết đâu được là skin sắp tới sẽ là của Shu. Và như thường lệ thì mình sẽ vào start của Ada. Thì Festive Ada pháp sư hệ lửa có chỉ số speed rất là ấn tượng, 120 speed các bạn. Có chỉ số attack cũng khá là ấn tượng, 1102. Defense thì 634, defense cao nhưng mà máu thì không cao lắm các bạn, 5700 thì khoảng tầm trung bình thôi. Ngoài ra các chỉ số khác lại không có cộng gì cả. Cho nên nếu xét về sát thương thì cũng không hay ho lắm, bởi vì thiếu crit chance. Mà xét về debuff cũng không có hay ho lắm, tại vì effective này không cộng gì hết. Nhưng mà nhìn xuống imprint thì thấy cộng attack cho đồng minh và imprint concentration cộng effectiveness cho bản thân. Thì có vẻ như đây là một hero thiên hướng về debuff rồi các bạn, bởi vì tự cộng effectiveness nè. Về chiêu thức của Ada thì đầu tiên chiêu 3 Let Me Give It A Try thì đây là một chiêu AoE tấn công toàn mục tiêu với tỷ lệ lên đến tối đa là 85%, câm lặng kẻ địch trong một lượt các bạn, đồng thời có 100% tỷ lệ cấm búp kẻ địch trong 2 lượt. Và chiêu thức này không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng tăng hoặc là giảm cooldown. Chiêu này thì cooldown cũng chỉ có 3 lượt thôi, không phải là quá dài các bạn. Nhưng mà đáng tiếc một cái là chiêu này lại không có strip hiệu ứng immunity. Cho nên khi các bạn dùng Eda thì nhiều khả năng các bạn phải cần một nhân vật khác mở combat để Eda có thể dùng được cái chiêu cuối này. Về mặt chức năng thì mình không rõ cái chiêu này nó sẽ mạnh như thế nào ha, bởi vì silence chỉ có 1 lượt thôi, mà 1 lượt thì có thể dễ dàng bị Mediator Carrick hoặc là Laia nó phá. Và đồng thời cũng không có xuyên kháng gì cả. Cho nên tất nhiên khi gặp những cái đội hình mà có resistance, có kháng cao chút xíu á, cũng sẽ gặp khó khăn nhất định các bạn. Cái điểm hay của chiêu này chính là không bị ảnh hưởng bởi trừ cooldown, cho nên có thể đem vào đối đầu với lại Nightworm được các bạn. Cũng như là đối đầu với các loại tăng cooldown, chiêu thức như là Lua hay là Jackie Se vậy đó, nếu chưa có ai đó xài Jackie Se. Thì đây là hoàn ảnh của chiêu 3 Festive Eda các bạn. Thì thực ra nó là chiêu 2 của Eda phiên bản bình thường á. Thì như các bạn thấy những kẻ địch nào mà có immunity thì sẽ không bị ảnh hưởng gì cả. Chỉ có những đứa nào mà đi trước á, hoặc là không có immunity thì mới bị dính cái debuff thôi. Và thậm chí là có đứa kháng luôn cả debuff nè. Ok, và chiêu 2 của Eda là một cái nội tại. Và nội tại thì tất nhiên sẽ bị New Moon Luna hoặc là Nightworm cao tờ bằng cái phong ấn rồi. Thì điều đó nó có vẻ không được hay lắm. Thì nội tại của Eda is ok, it won't show các bạn. Ở đầu trận đấu cũng như là ở mỗi cuối lượt thì sẽ cho Eda tàn hình đi 1 lượt. Có nghĩa là Eda sẽ không bị khó khăn bởi những hero đơn mục tiêu. Tuy nhiên ngay cái ý thằng sau đó thì lại sẽ gặp khó khăn bởi những hero đánh đơn mục tiêu các bạn. Ở đầu lượt nếu như trên người Eda không có buff tàng hình á, thì Eda mới xóa hết tất cả debuff và buff shyness trong 1 lượt. Thì shyness này nó là một cái buff thôi, nó gọi là một cái dấu ấn để biết là Eda sẽ đánh chiêu ra thôi á các bạn, chứ nó không có buff chỉ số hay là nó không có cơ chế gì đặc biệt cả. Và cái việc mà buff shyness với lại giải tất cả hiệu ứng thì cooldown của nó sẽ là 5 lượt và nâng lên thì sẽ còn 4 lượt cooldown. Khi có shyness trên người á, sau khi attack Eda sẽ bật chiêu expected outcome. Thì expected outcome này là một đòn extra attack các bạn, không phải đòn cao tờ nha. Extra attack thì sẽ tấn công toàn bộ kẻ địch là xóa 2 buff, đồng thời trừ con Baroness đi 50% và có tỷ lệ 85% phá giáp trong 2 lượt. Thì đây là cái chiêu mạnh nhất của Eda. Tuy nhiên nó lại bị giấu sau một cái cơ chế rất là bất nết, chính là Eda phải bị mất cái tàng hình đi các bạn. Cho nên là trong một cái thế giới mà bên địch toàn là những kẻ địch đơn mục tiêu á, thì Eda sẽ không bao giờ bật được cái chiêu thức này. Hoặc là nếu như kẻ địch có thể phong ấn được Eda thì Eda cũng không bao giờ chơi được cái chiêu thức này luôn. Thì đó cũng là một cái điều rất là đáng tiếc khi mà sử dụng Eda. Chưa dừng lại ở đó các bạn, việc strip hết tất cả cái buff nó chỉ dừng lại ở strip 2 buff thôi nè. Đồng thời phá giáp thì tỷ lệ nó cũng chỉ dừng lại ở 85% thôi. Và mình không hiểu là tại sao cái cơ chế kích hoạt của cái chiêu thức này nó rất là khó như vậy, mà cái hiệu quả mang lại nó cũng bị giới hạn thêm nữa các bạn. Nên mình không rõ sức mạnh của Eda liệu nó có thực sự mạnh hay không á. Thì điều đó cần phải test thử cho một thời gian ha. Nhưng mà trước mắt thì các bạn có thể thấy Eda, một nhân vật counter tốt với những thể loại mở combat mà tấn công bên mình, chẳng hạn như mở combat bằng Ran nè, mở combat bằng Nightworm nè. Thì khi đó sẽ xóa cái tàng hình trên người Eda và Eda có thể combo được cái chiêu là chiêu 3 và chiêu 2. Nó hơi bị ngược một chút xíu bởi vì chiêu 3 trước rồi mới chiêu 2, có nghĩa là các bạn thảy một đống debuff vô rồi các bạn mới strip immunity, xong rồi các bạn mới thảy tiếp debuff vô, thì nó lại là một cái điểm khó chịu của cái hero này các bạn. Ok, thì ở đây các bạn có thể thấy chức năng của nội tại Eda là đầu tiên nát quân combo chiêu 3 và chiêu 2. Thì chiêu 3 của nát quân có thể tăng cooldown chiêu thức lên một lượt đúng không, nhưng mà Eda được immunity với cái đó các bạn, bởi vì chiêu cuối của Eda không bị ảnh hưởng bởi việc tăng hay là giảm cooldown. Thì Nugwon có thể tiếp tục phong ấn, nhưng mà rất tiếc là Nugwon phong ấn chỉ có một đứa thôi, đồng thời bên team này có Holiday Yufin nữa, cho nên sử dụng phong ấn trong cái team này nó hơi bị vô nghĩa. Tuy nhiên nếu mà New Moon Luna đứng ở đây á là xong phim, là coi như Eda bay màu các bạn, nhưng mà không phải là New Moon Luna, cho nên mình được dịp coi tiếp diễn biến của trận này. Thì Holiday Yufin sẽ tấn công và sẽ giải hiệu ứng Eda. Tất nhiên thì Yufin bên này tấn công lại nhưng không quan trọng lắm, thì Eda sẽ búp cái Shyness lên các bạn. Thì với chiêu thức này Eda có thể combo chiêu 3 và chiêu 2. Nó hơi bị ngược một chút xíu, các bạn có thể thấy là những nhân vật nào mà còn immunity á là tự nhiên nó kháng hết hai cái hiệu ứng quan trọng. Silence và cấm buff là hai cái hiệu ứng quan trọng đúng không? Rồi sau đó mới bật cái nội tại lên là mới strip cái immunity ra. Thì rất cũng hên là cái chiêu nội tại nó khá là mạnh, nó đẩy còn Baroness một khúc luôn các bạn, 50% còn Baroness là coi như gần như reset lượt luôn rồi, nên là hiệu ứng cũng rất là mạnh. Đồng thời tỷ lệ phá giáp mình không biết, đây là cái trường hợp mà 1.000 năm có một á, bởi vì 85% mà nó dính hết phá giáp nè chắc là phải tuyển lựa kỹ lưỡng lắm rồi mới đưa lên đây để cho coi, chứ bình thường 85% là nó như 50-50 á các bạn, nó không có đẹp như vậy đâu. Thì đó là cái combo chiều cuối cũng như nội tại, và tất nhiên khi xài xong thì Eda sẽ mất cái nội tại và quay trở về tàn hình bình thường để team mình có thể xử lý tiếp. Và cuối cùng chiêu 1 của Eda, I'm Embarrassed, thì cái chiêu này tấn công đơn mục tiêu có 60%, nâng chiêu lên thì có đến 75% tỷ lệ trừ hit chance cho một lượt các bạn. Và Sunburn của Eda là dùng một cục lửa tăng tỷ lệ lên thành 100% trừ hit chance trong 2 lượt. Sunburn cũng tầm thường thôi, không có gì quá nổi trội. Tí phát lần này của Eda các bạn, Magic Bubble Maker thì tăng Effectiveness lên 15 hoặc là 30%. Đồng thời thì sau khi tấn công trong lượt của người cầm á, nếu như kẻ địch có debuff trên người thì sẽ tăng cộng Baroness lên một cái lượng rất là khiêm tốn, 6 đến 12% các bạn. Và nó không cộng dồn, các bạn gây 1 tỷ cái debuff nó cũng chỉ là 6 hoặc là 12% thôi. Và cái hiệu ứng này nó xảy ra trước khi mà những cái debuff gây ra bởi những cái buff các bạn, có nghĩa là những cái buff như là Pestilence của Death Dealer Rain, cái buff Chain of Chiron của Jack-O' Lantern, đó là những cái buff mà có khả năng gây debuff á, thì những cái debuff đó không có tính các bạn. Debuff nào mà tự bản thân hero gây ra hoặc là trên kẻ địch nó có sẵn debuff thì nó mới tính thôi. Và các bạn cũng chỉ có tăng cầm Baroness một cái lượng rất là nhỏ, mình không biết tại sao lại tiết kiệm đến mức như vậy, ít ra thì cũng khoảng tầm 15-20% gì đi ha, tự nhiên 6-12% nó lẻ lẻ mà nó không có ấn tượng lắm các bạn. Đồng thời Effectiveness tăng 15-30%. Thì trong game cũng đã có một cái artifact y chang, gần như y chang các bạn, cũng là artifact của Eda luôn, tăng Effectiveness 30%. Và cái hiệu ứng cộng thêm chính là cộng crit chance cho đồng minh các bạn, nó mạnh hơn cái artifact này nhiều á, cho nên là ở đây là một artifact mình nghĩ nếu các bạn lỡ ra thì có thể xài được cho những nhân vật nào mà có nhiều effectiveness nè, còn nếu mà không ra thì thôi các bạn bỏ qua cũng được. Mình nghĩ là New Moon Luna nếu các bạn không có nhu cầu dùng Sunburn thì chắc có thể dùng được cái này. Khi đó thì New Moon Luna bởi vì chiêu nào cũng có tăng cộng Baroness hết mà, chiêu 1 hoặc là chiêu 2 chỉ có chiêu cuối là không có tăng gì thôi, cho nên là các bạn có thể tận dụng gắn vào để xoay lượt nhiều hơn với Nemo Luna. Còn với Eda thì mình không chắc về điều đó nha. Ok, đó chính là artifact của Eda, nhìn chung là không quan trọng lắm. Và Festive Eda sẽ là một nhân vật limited các bạn, sẽ ra mắt trong game vào ngày 8 tháng 8, cho nên các bạn nếu có nhu cầu summon vì bất cứ lý do gì, vì kỹ năng hoặc là vì ngoại hình hoặc là vì chiêu thức, thì các bạn có thể để ý cái mốc thời gian này và chuẩn bị tích cóp từ từ để có thể kịp lúc lấy được Festive Eda. Ok các bạn, đó là nhé hè nhẹ nhẹ về Festive Eda các bạn. Nhìn tổng quan lại á, thì mình thấy Festive Eda là một hero nó thuộc hàng trung bình thôi các bạn, trung bình thấp luôn bởi vì cái bộ chiêu thức thì không có quá ấn tượng, nó chỉ cao tầm một vài thành phần nhất định thôi, và thành phần như là nắc quân này hay là ran thôi, mà nếu như nắc quân và ran mà có thể nối combat được với team á thì cũng chưa chắc là Festive Eda có thể cao tờ được nữa. Đồng thời là nếu như mà Eda đứng trong một cái team mà nối combat đầy đủ, team mình nối combat đầy đủ nha, thì Eda lại không thể sử dụng được cái nội tại các bạn, bởi vì tự thân Eda không thể nào strip được tự bản thân strip được cái bức tàng hình, từ đó cũng không thể dùng được nội tại. Cho nên là cái công dụng của Eda nó hơi bị giới hạn lại trong một vài trường hợp nhất định thôi các bạn. Cho nên mình có cảm giác đây không phải là một hero mạnh. Mình cũng có cảm giác đây có thể không phải là một hero đứng trong meta được các bạn, mà chắc là lấy về vì đẹp vì nhan sắc thôi á, chứ còn về công năng thì chắc là phải chờ dân tình test thêm ha, chờ ra mắt rồi test thêm một thời gian thì để coi như thế nào. Còn nhận định ban đầu thì có vẻ hơi không khả quan lắm. Ok, đó chính là nhá hàng về Festive Eda. Hy vọng là video sẽ cung cấp cho bạn một vài thông tin hữu ích. Và bây giờ thì mình xin kết thúc video này tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong các video kỳ sau. Tạm biệt các bạn, bye.